Vâng, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình có đặt được một cái máy hút bụi của Dema. Hộp đây. Và nói thực sự là nó siêu rẻ luôn, chỉ có 111.000. Đấy, trên Lazada và cái giá bán của nó là 380.000. Nhưng mình sử dụng một cái voucher là 270.000. Thì nó chỉ còn lại là 111.000 cho một cái máy hút bụi 600W. Đấy. Đây. Đấy, đấy là cái đơn hàng của mình đấy. Thì cái này mình đã lắp hôm qua, mình đã lắp và mình đã test thử, mình đã hút thử rồi. Thì nó rất là khỏe. Rất là ok. Đấy, nhưng mà có đây mình thử luôn này. Cái nhược điểm của nó là nó hơi ồn, nhưng mà cũng phải thôi, mạnh thì nó sẽ đi kèm với lại tiếng ồn lớn, vì động cơ của nó, động cơ bên trong là động cơ là có sủi than, nó rất là khỏe nhưng mà nó cũng rất là ồn. Thì đi kèm với nó là nó có ba cái đầu hút, một cái đầu hút to là để mình hút bụi ở nhà này. Đấy. Một cái đầu hút nhỏ này là đầu hút có cái bàn chải này, là để mình hút ở đệm này, ở ghế này, đấy, cỏ cỏ mình hút đi. Và một cái nữa là mình hút rác ở trong các cái khe, ví dụ như bếp hoặc là khe tiếp giáp giữa hai cái tủ hoặc là gầm tủ chẳng hạn. Đấy, có nhưng mà nó hơi ngắn, hoặc là trên các cái khe cửa nơi mà là mình không thể hút được. Đấy. Thì cái thông số của nó đây, điện 220V và là 600W. Rất là khỏe rồi. Còn dây của nó kia. Dây của nó thì nó dài những 5 mét cơ. Nên các bạn là cũng sẽ không cần phải cắm nhiều khi mình hút bụi. Thì cái này của nó có cái hay của nó là nó hút được khá nhiều thứ, cả nước vào đây cũng hút luôn. Đấy, thì mà mình thích nhất của nó hút được cả tóc. Mình quét nhà mình ghét nhất là hút tóc. Đấy, thế nên là nó hút được tóc là mình rất là thích ở cái điểm đấy. Và nhân tiện đây thì mình sẽ chỉ cho các bạn một cái chiêu, tức là mình làm cho cái máy hút bụi này có thể hút được cả trong gầm giường, cho dù cái này nó chỉ có cộng cả cái ống hút vào nha, nó chỉ có 1,1 mét thôi đấy, nhưng mà mình sẽ hút được cả trong gầm giường rất là sâu, hoặc là mình hút trong một cái chỗ khe tủ nào nó hơi sâu và mình không thể vươn được cái này đến chẳng hạn. Mình sẽ chỉ cho các bạn một cách rất là hữu ích. Thì các bạn mua cho mình 1 mét ống 34, đây nhà mình có hơn 60 phân thì mình dùng, và một cái đầu lối 34. Đấy, thì mình đã thử rồi, cái đầu lối của 34 này vừa khít với lại cái này luôn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ thử luôn nhá, mình sẽ lắp cái này, mình hút trong cái khe khe tiếp giáp giữa tủ lạnh với lại cái máy máy nước nhà mình. Nắp vào rất đơn giản, nắp vào nó cái ống 34 nó vừa khít luôn nhá. Đấy, các bạn thấy chưa, tự nhiên nó thành ra dài mét mấy rồi. Đấy, thì tùy theo các bạn có nhu cầu hút hay hút ở chỗ nào thì mình sẽ làm cái ống dài dài như vậy. Bây giờ trong cái khe tủ này có một cái chỗ nó rất là bẩn đấy, và bây giờ mình sẽ mang ra mình hút nhá. Thank you.
Đấy, các bạn thấy ok không ạ? Mà nó thực sự là trong này thì chổi cái chổi này mình không thể luồn được đâu. Mình chả mình vặn ngang ngang cho ta. Đấy, thì các bạn có thể dùng cái ống 34 này các bạn nối thêm vào. Có hay không ạ? Đấy, là sạch ngay. Như này thì mình có thể cho vào cả trong gầm giường nữa. Thì thay vì mình nắp cái đầu này vào thì mình lại nắp cái chổi to kia vào. Là mình có thể luồn được cả vào trong gầm giường nữa. Được không ạ? Vâng, xin cảm ơn các bạn rất nhiều nha, đã theo dõi video nhé, ấn đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.